theo như tiến sĩ bây giờ Linh cũng có một bé trai 33 tháng á. Thì theo tiến sĩ là Linh có thể làm những cái, có những cái hoạt động gì để giúp cho cháu phát triển cái bộ não của mình hơn và kết nối được nhiều các tế bào với nhau hơn. Con của Linh 33 tháng là nằm trong giai đoạn vàng. Dạ vâng. Người ta gọi là thời kỳ vàng hay là cửa sổ cơ hội, rất nhiều các tác giả đều dùng những từ rất hay cho giai đoạn này. Dạ. Tất nhiên cũng phải chú ý là khi mà bước qua cái ngưỡng 3 tuổi, sau 3 tuổi thì các cháu thường là bướng hơn. Dạ. Vì cái cá tính nó hình thành nó sẽ có nhiều khó khăn hơn trong việc dạy các cháu. Bây giờ Linh đã thấy rất bướng rồi. À, như vậy là thông minh sớm đấy, những cháu thông minh sớm là bướng. Về các cái kỹ năng mà như tiến sĩ có nói lúc nãy thì chỉ riêng có cái kỹ năng nói của cháu so với các bạn là có vẻ chậm hơn một chút ạ. Đó, thì cái đó là cái mà gia đình cũng đang băn khoăn. Thì không hiểu là có sao không ạ? Thực ra thì so với chuẩn quốc tế, 2 tuổi, trẻ 2 tuổi thì có thể nói được câu 2 từ. Thế thì con của Linh lúc khoảng 2 tuổi, 24 tháng có nói được câu 2 từ không? À, thật ra là lúc ấy chỉ một từ thôi ạ. À, thế à? Vâng, gần đây bắt đầu cháu mới nói được 3-4 từ ghép lại với nhau. Thế là cũng dạ, vâng. Như vậy là cũng bình thường. Có dạ, nghĩa là vâng. Sau 2 tuổi thì cháu bắt đầu đã có một cái đột biến. Thì vâng. Như vậy là so với chuẩn bình thường là cũng không có ấy, không dạ, có bị vâng. chậm. Dạ, vâng. Nhưng mà so với những thành tựu của giáo dục sớm ấy, thì chúng ta có thể là làm cho cháu là nói được sớm hơn nữa. Dạ, vâng. Vì chú ý khi mà chúng ta giúp cho các cháu nói sớm ấy, thì ngoài cái chuyện chúng ta vẫn tưởng là nó có thể là, ngoài những chuyện chúng ta nghĩ rằng là có thể không thông minh gì hơn ấy, thì theo tôi thì có rất nhiều cái lợi khi dạ, mà một vâng. cháu nhỏ biết nói sớm. Những cháu biết nói sớm thì những cháu lượng ít khóc, dạ, vâng, ít vì quấy, đỡ bức xúc hơn đúng không ạ? Vì những bức xúc có thể nói ra bằng miệng. Dạ. Và những cháu thường là không cho tay vào miệng, không mút tay. Bỏ qua cái giai đoạn mút tay rất sớm. Rồi những cháu không cho những cái đồ vật lạ cho vào miệng. Vì cái miệng để nói thì nó không cho những đồ vật lạ vào. Cũng muốn hỏi xem là tiến sĩ có bài tập gì mà hai mẹ con có thể tập với nhau để cháu phát triển cái não tốt hơn. Bởi vì thật sự Linh cũng chia sẻ là mình có một cái dở là cũng cho con xem tivi, xem hoạt hình, rồi cũng cho con chơi điện thoại, iPad. Nhiều khi cháu quấy quá thì cũng cứ cho để được thư giãn, mẹ được nghỉ ngơi một tí. Thì cái đấy cũng là cái Linh nghĩ nhiều bà mẹ hiện đại là cũng mắc phải. Thì có cái cách nào mà hai mẹ con thì tương tác với nhau để giúp cho nhau phát triển tốt hơn và cũng để giảm cái việc là xem phim, xem tivi nó có ảnh hưởng đến mức như thế nào thì cũng xin tiến sĩ chia sẻ giúp ạ. Thực ra thì các cháu thích tương tác với ba mẹ, rất thích tương tác với những người xung quanh. Nhưng vì trong cuộc sống hiện đại chúng mình quá bận rộn nên đôi khi chúng mình lại không có thời gian tương tác với con. Dạ. Nhiều khi không phải không có thời gian tương tác với con, nhiều khi mình về nhà đấy nhưng mà con hỏi mình một cái, đáng lẽ mình dừng lại vài giây, mình nhìn lại con, à con ơi, con muốn không? Con có gì muốn nói chuyện với mẹ này, mẹ có điều này cho con này. Mình nhìn vào mắt con, hay là tôi có thói quen là lúc nào mình cũng phải xuất hiện trước cái tầm mắt của trẻ để nhỡ mà con quay lại ngay thì có cặp mắt của mẹ nhìn ấy. Thì như vậy mình sẽ dùng cái tương tác của người mạnh hơn hoạt hình. Vì trẻ em rất thích hoạt hình vì hoạt hình nó sinh động lắm, đúng không? Chúng ta thấy là những nhân vật hoạt hình là mắt đảo như lạc giang rồi là miệng. Chẳng hạn như khi mà bạn cho con ăn ấy, bạn muốn cho con thích ăn hơn ấy, thì bạn sẽ làm gì ạ? Nói chung là làm trò. Làm trò, ví dụ có một trò nào? Không, nói chung là ngày, thật ra là cũng chia sẻ thật, có một thời gian là Linh sẽ phải cho con cầm cái máy điện thoại để nghịch cái gì đấy, xong bắt đầu mình cứ đút thôi. Và nếu mà bố mẹ mà đi vắng chắc là bác giúp việc cũng lại mở tivi để cho tập trung vào tivi để đút cho nó nhanh. Mà cái đấy là Linh chia sẻ thật, chắc chắn là tình trạng của rất nhiều nhà. Đây là tình trạng rất phổ biến. Dạ vâng, và chắc chắn mọi người cũng biết là nó không tốt nhưng mà cũng không biết tìm giải pháp gì. Tôi thì tôi có kinh nghiệm thế này, tức là sau buổi này nếu mà Linh bỏ được cái tivi, bỏ được điện thoại, bỏ được những cái thế giới ảo để mà con tương tác với mình ấy, thì chắc chắn là cái sự tiến triển về nói của con sẽ rất là đột biến ấy, chứ không phải là không đâu. Thế làm thế nào để tương tác với con để con ăn tốt được ạ? Khi mà con ăn như vậy thì chúng ta thường có sai lầm là chúng ta để cho con ăn một mình, chúng ta đè con ra và đút một mình, không có ai ăn cùng cả. Thì cách tốt nhất là cho con ngồi vào cái bàn ăn với mọi người và có người ăn làm mẫu. Và khi mà cho con ngồi như vậy, Linh sẽ thấy là con sẽ để ý vào những người mà nhai thật tình, há miệng thật to. Tôi thường nói với con tôi, đàn ông là nhai là miệng quay lên quay xuống, tôi cho vào ăn thật. Và những em sinh viên mà có cái óc hài hước một chút mà đến em nhai như vậy. Như vậy khi mà chúng ta há cái khẩu độ miệng to thì mắt và mũi nó cũng sẽ biến dạng một chút. Thì cái gương mặt người sẽ đi về phía hoạt hình một chút nhưng mà vẫn giữ được mặt người. Thì các cháu rất thích. Qua đấy chúng ta thấy tại sao các cháu lại lựa chọn cái hoạt hình. Vì mặt chúng ta cũng xinh đẹp thật nhưng mà lúc nào cũng thế. Đúng không? Thế thì sinh động hơn. Thế tôi có kinh nghiệm là bọn tôi có một dịch vụ là các bạn sinh viên đến những gia đình, ngay con tôi cũng lười ăn
Nhưng mà từ nhỏ đến giờ tuyệt đối không có cho xem quảng cáo, không xem tivi, không xem màn hình, dạ, không chơi game. Và mỗi lần như vậy thì có một chị sinh viên. Bí quyết của con tôi là ngoài tôi chuyển giao cái công nghệ, cái chương trình mà tôi xây dựng cho vợ tôi thì còn có các bạn sinh viên cũng giúp nữa. Thì sinh viên cũng đến đấy cùng là ăn cùng, rồi cùng hỏi chuyện, cùng làm trò. Thì ở đây là tương tác người thật mà. Thì các con sẽ nói rất nhanh, không những nói mà biết đặt câu hỏi và trả lời. Đấy. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn một số những cái trò chơi khác, nhưng mà những bài hát, bài thơ kèm vào cái bữa ăn. À, vâng, và bây giờ thì tiến sĩ có thể chỉ cho Thùy Linh một cách nào đó để dạy con mình để nhận biết con số nó dễ hơn, hay cháu biết đếm, có lẽ tư duy về toán của cháu nó trong tương lai sẽ phát triển ạ. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa Thùy Linh, đây là một bài tập mà tôi thường hay tập cho con từ lúc nhỏ. Từ lúc khoảng 3-4 tháng tuổi, mẹ cứ hát cho con bài này. Và quan trọng là cặp mắt của con như hai camera quay toàn bộ những cái thước phim mà về mẹ diễn liên quan đến cái bài đếm. Và sau này thì con tôi hiểu cái số đếm mà chúng ta xem ở trên video clip. Con tôi nói là 3 thì thêm 1 là thành 4 thì có ngay. Hay là 4 thêm 1 thì thành 5, con tôi trả lời luôn. Thế thì bài tập là thế này, chúng ta sẽ có một cái bảng theo hình ma trận thế này. Thì trước đây thì số đếm bắt đầu từ số 1. Nhưng bây giờ thời đại chúng ta là thời đại công nghệ thông tin mà, thì số điểm bắt đầu số 0. Thế thì tôi có một cái bài hát, bài thơ kèm theo cái hoạt động này. Là mình sẽ chơi cho con xem này. Ô kìa những quả bóng vàng, cùng con xếp số, xếp hàng, vui sao. Số 0 chẳng có quả nào, số 1 một quả đặt vào ở đây. Số 1 một quả đây này, số 1 một quả đây này. Thêm một quả nữa là thành số 2. Số 2, 2 quả đây này. Số 2, 2 quả đây này. Thêm một quả nữa là thành số 3. Số 3, 3 quả đây này. 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 Thêm quả nữa. 4 thì có ngay. Số 4, 4 quả đây này. 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 Thêm 1 quả nữa là thành số 5. Như vậy khi mà chúng ta xong từng dãy như vậy thì chúng ta mới biết từng con số. Và cuối cùng chúng ta sẽ chỉ cho con số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì cặp mắt của con sẽ chụp ảnh cái ma trận. Mà không nhất thiết phải chờ đến đại học mới học về ma trận. Và sau này thì con biết được là số 3 là có 3 đơn vị, số 4 có 4 vị. Sau đấy chúng ta có thể dùng cái bài Tuller-Kerr, cái như quân bài chúng ta in các số lên đây và chúng ta đánh cháo cái bài và chúng ta cho ra một quân bài thì con sẽ phải nhận cho số 4 thì con phải đặt được ngay vào cái hàng số 4. Đây là một cách rất dễ dàng mà các cháu lĩnh hội được khái niệm số. Và chúng tôi có cả những cái bài tập để giúp cho các con có thể tự làm bảng cửu chương chứ không phải học bảng cửu chương theo kiểu học vẹt. Không biết là trò chơi này thì Linh có thể áp dụng được không ạ? Chắc là cái đấy sẽ rất là tốt ạ. Không biết là tầm hơn 2 tuổi cháu đã học được chưa ạ? Giờ học tốt ạ. Dạ vâng. Thế là rất là tuyệt vời. Thế đây là chúng ta có thể cho con chơi với con cua. Dạ vâng. Thế thì chúng ta thường có cái bài câu thơ đúng không? Con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng con cua. Đấy là cách để mô tả. Nhưng mà với con của Thùy Linh ấy, mình bắt đầu có thể đặt thành một cái cách khác, đặt thành câu hỏi là con cua tám cẳng hai càng, vì sao cua lại bò ngang thế này? Như vậy câu hỏi vì sao là câu hỏi mà rất thiếu đối với trẻ em Việt Nam và đối với người Việt chúng ta. Câu hỏi vì sao thì thúc đẩy con sẽ đi đến là khám phá, tìm kiếm. Và có những cháu có thể chậm nói một chút nhưng mà biết tư duy, biết chú ý đến câu hỏi vì sao thì sau này vẫn có thể thông minh hơn những cháu sớm nói nhưng mà lại không biết đặt những cái câu hỏi hay. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Đức rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là việc dạy dỗ em bé, các em nhỏ là một cái việc rất cần sự kiên trì của tất cả các bậc phụ huynh, có đúng không ạ? Bởi là trẻ nhỏ thì rất là hiếu động, trẻ nhỏ không có sự tập trung nên việc dạy trẻ không phải là dễ dàng. Và ngày hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Minh Đức đã đến tham gia với chương trình của chúng ta và cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin bổ ích, cũng như để cho chúng ta biết được là có những cái phương pháp như vậy mà đang tồn tại để chúng ta có thể dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con em chúng ta. Xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian
đến tham dự với chương trình với chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị đã có những phút cuối ngày thật thoải mái, bổ ích và có những giấc mơ đẹp. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh rất đáng yêu của các em nhỏ và tiếp tục khám phá các thiên thần bé nhỏ của chúng ta có những khả năng kỳ diệu ra sao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Bí mật của Tạo hóa tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. I love you. I love you. Nobody likes you down.